Về mặt cá nhân mà nói thì cũng giống như bao nhiêu họa sĩ khác, khi tốt nghiệp phổ thông thì cũng lựa chọn một cái con đường nó phù hợp với lại cái khả năng, tức là cái sở sở thích. Bởi vì đầu tiên xuất phát nó phải nói là từ có năng khiếu. Thế thì khi có năng khiếu thì mình cũng như giống như các bạn khác, là mình tốt nghiệp phổ thông xong thì mình chọn đi học nghệ thuật. Cái này có lẽ là printmaking chọn mình thì đúng hơn. Tại vì khi mà là học sinh, rồi đến một cái học sinh ở trường trung cấp thì có tham gia và đi làm rất là nhiều các công việc ứng dụng như quảng cáo rồi như nội thất. Cho những cái việc như thế nó cũng đòi hỏi một cái tư duy logic một chút, kỹ thuật một chút, và mình cũng tích lũy được cái điều đó. Thế thì từ từ có một cái khả năng mà mình được tích lũy thì mình chọn một cái nghề, một cái khoa, cái chuyên ngành là ngành printmaking, ngành đồ họa, nó gọi là graphic art, thì nó liên quan đến khá nhiều về mặt kỹ thuật. Đấy, nó như là một cái sự lựa chọn, một cái duyên. Thì cái phong cảnh nó không chỉ là trên một cái bề mặt phẳng nữa, mà có khi nó lại là ba chiều. Có thể người ta làm một cái phong cảnh nhưng mà theo cái kiểu phong cảnh địa hình, hoặc là phong cảnh như một mô hình, trong đó về bản chất nó là phong cảnh, quan sát phong cảnh nhưng mà lại gửi gắm một cái điều gì đó vào đó và vào trong tác phẩm. Cho nên là cái phong cảnh nó chỉ ở một cái, với những người nghệ sĩ hiện đại thì phong cảnh nó như một cái tấm, một cái gương để người nghệ sĩ soi vào đó rồi là nói ra câu chuyện của mình. Tức là hàng ngày mình đi trên phố hoặc mình đi làm thì đâu đâu mình cũng thấy xây dựng, đâu đâu mình cũng thấy các tòa nhà cao ốc mọc lên. Thế thì nó lại, khi mà nhiều các tòa nhà mọc lên thì các cái văn hóa, nó các cái công trình văn hóa thì nó lại thưa dần đi, nó bị lấn át đi. Trong những tác phẩm đô thị thì tôi hay thường đưa vào trong đó một cái ý nào đó, có thể là con người, có thể là một cái di sản kiến trúc, hoặc là một cái tính hơi hài hước một chút trong cái tác phẩm đó. Và cái hình thức thể hiện là dùng các cái tổ hợp nó khá là đơn điệu, nó có thể nói là rất khô khan. Nó khô khan giống như các cái tòa nhà bê tông vậy. Cái tổ hợp đấy nó chỉ là những các cái vạch giống nhau. Và tôi nghĩ rằng là một người làm sáng tạo để mà đi cùng với xã hội, đi cùng với thời đại và có hòa chung được một cái thế giới đương đại bây giờ, thì tức là phải luôn luôn đổi mới mình, luôn luôn cập nhật và luôn luôn đổi mới.